Ok và xin chào tất cả những em đã trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip đó là review Nizarazu. Thì nói chung là cái box buy-in mình đang check lên ấy thì cũng rất là nhiều anh em quay ra và cũng nhiều anh em không quay ra. Thì có một cái số bình luận kiểu như thế này. Đó, mình đọc xong thực sự là mình thấy cũng không phải là buồn hay gì đâu, mình thấy buồn cười anh em ạ. Cái bình luận kiểu như vậy mình thấy buồn cười lắm. Kiểu có một số người người ta không ra thì thôi đúng không? Xem gọi là tham khảo thôi. Bây giờ nói vậy thôi chứ mình dám khẳng định 100% gần như là không ai tin check cả. Nói thật luôn, 100% không ai tin check. Ngay cả bản thân mình nhá, cái thời gian trước mình không bao giờ mình dùng check luôn. Nhưng mà chính vì không dùng check nên là cái nick của mình lâu lắm rồi nên này, 2-3 năm rồi mà chỉ bằng lại icon thôi. Nhưng mà từ lúc mình dùng check đến bây giờ quay đỏ vãi trưởng luôn anh ạ. Vậy thì check nó kiểu mang yếu tố tâm linh vãi cả trưởng. Đấy, vậy nên anh em nào không ra thì thôi. Anh em cứ comment vậy làm gì, mình đọc mình lại càng thấy buồn cười. Nói chung là những người mà không ra mà người ta comment lịch sự, người ta bảo là em không ra tiếc quá anh ơi các kiểu, thì mình lại thấy buồn cho người ta chứ. Mọi người comment kiểu kiểu như vừa nãy ấy, thì mình lại thấy buồn cười. Đấy, nói chung là những kiểu cay cú như vậy thì thôi nhá. Còn hôm nay đó là Bicente Lizarazu. Bà này là icon nhưng mà chỉ số gần như là thấp nhất trong bản icon này anh em ạ. Chỉ số icon mà chỉ có 92 thôi. Đấy là chưa book câu lạc bộ chắc lên 95 anh em ạ. Mét 69 vẫn thấp rồi. Nói chung là chúng ta những cái thông số này chúng ta biết ở bản Legend rồi. Đấy. Chỉ số chắc chắn là nhỉnh hơn. Nhận thức tấn công là 71. À từ từ để xem nhận thức tấn công có cao hơn chỉ số của Legend hay không anh em ạ. Mình còn chưa so sánh nữa. Đấy, xem nào. Đúng rồi, cao hơn một tí, cao hơn một chỉ số. Trời ơi. Đấy, nhận thức tấn công 71, cầm bóng là 87, rê bóng là 87, dính bóng trong chân là 90. Nói chung là rất ổn cho một hậu vệ có khả năng dâng tấn công tốt. Chuyền ngắn 87, tài nhập 85, chọc khe 87, dứt điểm 75. Nói chung dứt điểm thì thua Carlos nhiều. Đánh đầu 65, thấp thế thì đánh đầu sao được. Sút phạt 81 này, độ xoáy là 85. Nói chung là để sút phạt cũng ok. Tốc độ là 88, tăng tốc là 92, khá là ổn áp. Kicking power 83, bật nhảy 79. Bật nhảy bản này thì khá hơn bản Legend rồi. Physical contact tỷ đè 75, nói chung vẫn yếu nhưng mà chỉ số vẫn cao hơn Legend. Thăng bằng 91 và thể lực là 97, nói chung nhỏ nhưng mà thể lực rất là kinh khủng. Nhận thức phòng thủ là 75. Đó, nhìn qua một số cái chỉ số thì mình thấy hơn Legend rất là nhiều. Và nói chung là đây là một con hàng thì để công thì nó sẽ ngon hơn là để thủ. Đấy, sử dụng sân công thuận 1, độ chính xác là 2. Form 8, được cái form rất là cao và càng chân tương là 3. Đó, skill double talk này. Cái bản này mình thấy hơi bất ngờ một chút về có skill double talk. Nói chung để anh em mà quen qua người double talk thì rất là dễ dàng đấy. Step on ball control, with pass vẫn là những cái skill truyền khá là chất lượng. With pass và people crossing, truyền xoáy này. Long throw, chọc khe bỏng các kiểu này. Penalty specialist, khả năng sút pen tốt. Gamemanship ăn vạ này. Interception có khả năng đánh chặn nha anh em. Acrobatic clear là phá bóng trước tiên khó. Fighting spirit, cái tinh thần. Đó, nhìn chung bản này thì ui, complaining style nhiều thế. Nhìn chung bản này thì cũng nói, mình nhìn qua chỉ số thì thấy nó hơn bản Legend rất là nhiều. Cái chỉ số nó nhỉnh hơn, cũng như là icon thì nó đẹp hơn nữa. Đấy, skill thì có cả bớt double talk này. Nói chung mình ít dùng skill lắm. Anh em nào mà quen dùng double talk thì rất là sướng. Đấy, nói chung là mình lát nữa mình sẽ vào trận để xem là con hàng này tấn công như thế nào, tạt tủng nó có ổn hay không. Hy vọng là nó vẫn đủ để nếu mà anh em không có Carlos thì vẫn là một con hàng để anh em tin tưởng ở vị trí hậu vệ trái. Ok, bây giờ chúng ta vào thực chiến luôn nhé. Ok, trận đấu này để xem là mình có cần thay ai không. Đầu tiên là Room này, Campbell này, những người có phong độ rất tốt. Được rồi, vào trận luôn thôi anh em ạ. Mình khá ok rồi đấy. Thì Nizarazu thì trận này thì mình cũng kỳ vọng là sẽ có một kiến tạo. Ít nhất là một kiến tạo, hy vọng thế. Mình sẽ cố gắng chơi tạt cánh ở Nizarazu nhiều hơn. Mình sẽ tấn công cánh trái nhiều hơn. Với đôi bàn chân của Nizarazu mình hy vọng sẽ có một kiến tạo nào đó. Nizarazu chuyền xuống này. Ui, mình truyền cho Liza mà cuối cùng nhấn truyền cho Kaka anh em ạ, nhầm một chút. Hơi tiếc quả đấy, nếu mà có thì sẽ tạt ngon. Đấy rồi,
tạt bóng này, khó thế. Ui giời, vừa lừa qua cũng khá là dễ dàng. Lizarazu, ui hơi tiếc một chút, tình huống này chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là có bàn thắng rồi, và Lizarazu một chút nữa thôi là có kiến tạo. Hơi đáng tiếc anh em ạ, hơi đáng tiếc. Thì ra thì mình vẫn kỳ vọng ở tấn công nhiều hơn, bởi vì khi mà phòng thủ đi ra không được đánh giá quá cao, và đây là một con hàng cũng không được nhiều anh em đánh giá tốt, và cũng rất là nhiều anh em không chơi. Room mình dùng bản legend đấy các bạn, mình mà có icon mình đã dùng icon này. Neves này chuyển vào cho Kaka, hay quá Kaka, hơi hiền anh em, cú sút hơi hiền. Nếu mà tình huống đó mà cú đóng cốp thì nó sẽ hơn rất nhiều. Lizarazu và Johan rất khó chịu, Johan đi bóng rất nhanh, nhưng mà Lizarazu lại là người chiến thắng. Hai bóc anh ơi. À, mình hình như vừa có bạn feedback là đều quay ra icon anh các bạn. Đấy, đang làm clip có người quay ra. Vậy mà nhiều anh em lại chửi mình. Xạo ạ, xạo cái gì ạ? Trời ơi, nào dám xạo anh em đâu. Cafu. Này mà nhanh quá. Nhưng mà vẫn là Cafu. Nhanh thì cứ nhanh thôi, nhưng mà bóng về chân của Cafu. Người ơi, qua đi bóng ở lại nhé. Lizarazu. Mình cố gắng pass and move Lizarazu nhiều hơn để Lizarazu lên tấn công một chút xem nào. Nhìn thấy mặt mũi một chút nào. Bây giờ không nhìn thấy mặt mũi, tạt được hai quả đúng không anh em? Tạt được hai quả, quả này quả thứ ba này. Tạt vào. Không được. Người vừa có tình huống bằng cắt là David Beckham. Và đây là Beckham, Johan. Ui, vai. Mình nhìn không nhầm, nó là một quả. Nó gọi là gì nhỉ anh em nhỉ? Xe đạp chổng ngược. Xe đạp chổng ngược. Và thậm chí hình như mình nhìn không nhầm, nó là qua chân của thủ môn Piszczek nữa. Chúng ta phải xem lại. Đúng là như vậy, qua hai chân của Piszczek. Và thậm chí tình huống này Johan bật rất cao. Ui dồi ôi, quả này kinh khủng thật sự luôn anh em. Nhưng mà hơi tiếc chút, tình huống đó mà Lizarazu ghi bàn thì nó còn ấn tượng hơn rất nhiều. Nói vậy thôi chứ Lizarazu ghi bàn quả đấy thì hơi căng. Nào xem nào, Liza kèm ai đi Liza. Ui Liza kèm ai đi. Nhưng mà Kaka lấy mất bóng rồi. Johan này. Phản công cho Manu. Hy vọng là tối ngày hôm nay Ronaldo được ra sân đá chính và Manu sẽ có kết quả thắng lợi. Kaka. Ui. Ui thôi ôi, Neves có tội tình gì mà Kaka nữa làm như vậy. Thốn thực sự anh em ạ. Rất may là ngoài đời Neves đã giải nghệ. Chứ nếu không mà tình huống đó mà anh còn thi đấu thì khá là khoai đấy. Cú sút rất căng của Kaka. Thốn đi anh em ạ, khó thở đấy. Ôi dồi, Campbell ơi, thủ đi nào, nguy hiểm quá. Ui, rất may là Neymar đã sút ngay và hết hiệp 1 luôn rồi. Phút 47 của trận đấu. Hiệp 2 xem mình có thay ai không. Chắc là mình không thay ai đâu anh ạ. Như này mà đá thôi. Mình có Ronaldinho nhưng mà thôi cứ dùng Kaka đã. Nhân có bóc AC Milan thì thôi cứ dùng Kaka. Neymar, quẩy đi Neymar ơi. Không được, không thể qua được hai. Ở đây để chết. Neymar. Ui giời, quá dễ thế. Trận đấu này mình thử cặp với Campbell với Manini xem có ok hơn không. Nhìn chung thì cũng khá là ổn, chưa có gì gọi là sai sót quá nhiều. Không được. Koulibaly đã phá bóng an toàn. Beckham. Hơi tiếc chút là bên trong mình, nếu mà mình tạt bóng thì bên trong không có cầu thủ đủ cao. Room thì tình huống hơi xui, dứt điểm ngay. Ui giời ơi, chặn hết rồi. Nhìn ra dù nãy giờ hơi ít lên hình đấy nhỉ. Hơi ít lên hình đấy. Trời ơi, làm clip review lần nào làm clip review cũng ít lên hình này. Manini, đi ra đâu rồi? Về nhanh con kịp. Rất may là đi ra Lazu đã về kịp giữ vị trí. Nếu không thì chắc là huấn luyện viên sẽ thay ra khỏi sân mất. Cafu, Neymar. Ui, rất may là đội bạn truyền luôn. Đội bạn mà dốc bóng xuống quả đấy là chết tử tư rồi. Neves. Kaka thể lực xuống khá nhanh. Khi mà chơi sơ đồ này thì Kaka, những cầu thủ yếu thì lực nhanh. Đợi mình đi ra nhá. Đây rồi, đi ra đây rồi. Tạt nào đi ra ơi, phía bên trong là Room. Tạt nào. Ui, hơi khó, mình dốc bóng hơi cố anh em ạ. Dốc bóng hơi cố. Tạt sớm đi thì ngon. Ôi chết rồi. À
máy quá, vẫn không sao. Tình huống trận đấu ngày nay nói từ chết hơi nhiều anh em ạ, hơi hoảng một chút, hơi hoảng một chút. Nên cánh của Lisa mà đi ra Lazu không kịp về, hoảng vậy. Kaka này, à đợi Lisa lên làm quả tạt nữa đâu. Trận này tạt được có 3-4 quả, hơi ít. Tạt tiếp, xem nào. Ui, không vào, rất đáng tiếc. Tình huống đó đánh đầu được của Room. Quả tạt khá đẹp của Lisa Lazu. Và mình nghĩ là nếu tình huống đó là Kluivert hoặc thậm chí là Rondo, những cầu thủ đánh đầu tốt thì đã có bàn thắng rồi. Hơi tiếc là đó lại là Room. Mình lại sử dụng Room với vai trò dứt điểm thôi chứ không sử dụng để đánh đầu. Hơi tiếc, hơi sai lầm một chút khi mà có Lisa Lazu lại sử dụng Room. Bên trong hơi thấp, mình lại tạt nhiều nữa chứ. Clip này đáng nhẽ phải sử dụng Ronaldinho hay nhờ Rondo các kiểu. Chết rồi, Lisa Lazu không chạy được với Johan rồi. Rất may là có Manini bọc lót. Manini thì vẫn rất cháy và đang mang thủ quân của Manu. Kaka hết thể lực mất rồi. Tình huống có lẽ đây là tình huống cuối cùng và mình sẽ đợi Lisa Lazu lên lần nữa. Cuối cùng mà giả sút cái nào, giả sút cũng qua được người nhưng mà không hay lắm. Room, trời ơi, Kaka, ui ôi, bắt thế thì có lẽ hết giờ rồi anh em ạ, hết giờ luôn rồi. Mình sẽ xem là Lisa Lazu thể hiện như thế nào. Johan với bàn thắng duy nhất của trận đấu được MVP luôn rồi. Nào nào xem nào, Lisa Lazu 6 điểm, khá là ok. Chuyền 14, thành công 11, ui, tạt bóng 5 lần, cũng khá ok đấy. Này, Tekken, chọc bóng chiến thắng 1 lần này. Thông số khá là ấn tượng và hy vọng gặp lại tất cả anh em trong clip tiếp theo. Bye bye.